Nhà mình là có 5 thành viên, vợ mình và 3 bạn nhỏ. Bình thường thì gia đình vẫn ở trên phố, nhưng mà những ngày nóng hoặc là những ngày cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi thì nhà mình kéo về ngoại thành. Thứ nhất là để chăm sóc nhà cửa, thứ hai nữa là cũng để tránh đi cái không khí ngột ngạt của thành phố. Cái niềm thích thú nhất của mình là mỗi khi về đây đấy là quét dọn và tưới cây. Đây là một cái mảnh đất mà tôi đã mua cách đây hơn chục năm. Và từ năm 2010-2012 đã cố gắng để xây dựng một cái nơi thờ tự cũng như là nghỉ ngơi. Mảnh đất này của tôi thì chỉ có 1.000 mét thôi. Và ngày tôi mua thì các bạn có biết không, nó rất là trống trải. Tôi đã cố gắng mỗi ngày hoàn thiện và xây dựng cho ngôi nhà mình ở và khu thờ tự được đẹp đẽ và gọn gàng. Những dịp rảnh rỗi thì một số anh chị em nghệ sĩ cũng muốn về đây để uống nước rồi là ăn nhậu. Những ngày nắng như thế này mà chúng ta về cái không gian này rất là tuyệt vời. Tôi chắc chắn với quý vị là sẽ giảm đi 1-2 độ so với thành phố. Tôi là một người hợp với lại cây và gỗ, thành thử ra là tôi xây toàn bộ bằng gỗ. Và đền thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, rồi Đức Thánh Trần và Tản Viên Sơn Thánh, Tứ Phủ Công Đồng Việt Nam. Bên cạnh đó còn nơi thờ tổ nghề và một khu để thờ gia tiên và gia đình tôi ở. Mình có một cái sở thích đặc biệt, đấy là trồng cây hoặc là chăm bón những cái cây hoa. Bây giờ đang là mùa mít rồi các bạn ạ. Ở nhà mình có nhiều cây, rất là nhiều quả. Đây, quả này. Quả này chắc chắn là sắp chín rồi. Phải vặt quả này ra. Đấy, tôi bẻ ra đây này. Rất là vàng. Và đây là một quả mít chín cây. Đấy, mọi người thấy không? Trên phim hài thì Vượng Dâu có nhiều đệ tử. Cho nên những cái việc dọn dẹp rồi quét tước là không bao giờ phải làm. Nhưng mà ngoài đời thực thì đây này, tay vẫn còn bẩn. Vượng Dâu vừa quét vừa dọn, xong lát nữa sẽ tưới cây. Và lúc đó thì mình lại thấy thay cho tập thể dục, cảm thấy rất vui và rất thích thú. Đôi khi cái niềm vui và cái sở thích của mình, vợ mình cũng không thích lắm. Ví dụ như thích lên là mua cây, thích lên là xây dựng rồi sửa chữa nọ kia. Cho nên là cái việc nhà thì gần như là 99% vợ mình lo hết. Tôi là một mẫu người trong gia đình khá là nghiêm khắc. Ví dụ như là trong cái việc nuôi dạy thì vợ tôi nuôi dạy rất nghiêm khắc, rất tốt. Nhưng bản thân tôi cũng không có cái chuyện chiều đâu. Các cháu về đây cũng đi dép bình thường, rồi cũng mặc những bộ quần áo bình thường, cũng lê la. Thậm chí có cháu nhỏ còn nằm cả ra sân khi tôi đã rửa sạch sẽ rồi. Để cho các cháu nó gần thiên nhiên và gần cái cuộc sống của người dân lao động, để các cháu cảm nhận là đời sống của các cháu đang tốt như thế thì phải cố gắng hơn. Ai cũng nói rằng là nghệ sĩ hài thì thường là vui vẻ, mang tiếng cười cho khắp mọi người. Nhưng mà trở lại cuộc sống thực tại thì có những cái nỗi niềm, có những cái trăn trở. Bản thân Vượng thì cũng thế thôi. Không dám nói là cuộc sống của mình được viên mãn, mà tạm thời cuộc sống gia đình Vượng rất là ổn định và cũng mộc mạc. Không riêng gì nghệ sĩ đâu, mà bất cứ ai đều phải biết bằng lòng với những gì mình đang có. Cũng có những lúc buồn là bởi vì là khi mình đã ổn định tạm thời rồi thì cha mẹ lại không còn nữa. Mà những cái lúc mà mình cảm thấy bình an, thanh thản nhất lại là những cái lúc mà lòng mình sâu thẳm nhất. Khi đó hình ảnh của cha mẹ dạy dỗ mình từ lúc bé đến khi trưởng thành luôn hiện lên. Cảm giác mình ân hận khi chưa báo đáp gì được cha mẹ thì cha mẹ không còn nữa.